Sport247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Nextsport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport247, được phát sóng vào lúc 5:45 sáng hàng ngày. Cổ động viên Thái Lan mời Công Phượng qua Thái Lịch thi đấu. Rời Yokohama FC, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam thi đấu. Biến độ mới của tiền đạo sinh năm 1995 cũng đã được hé lộ là một đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia 2024-2025 đang có sự đầu tư mạnh mẽ. Thông tin Công Phượng chia tay đội bóng xứ sở mặt trời mọc không chỉ nhận được sự quan tâm từ báo giới trong nước mà cả Đông Nam Á cũng đã bày tỏ sự chú ý. Trên diễn đàn Asian Football, nhiều cổ động viên Thái Lan đã lên tiếng mời gọi tiền đạo đội tuyển Việt Nam tới xứ chùa vàng chơi bóng. Sang Thái Lan thi đấu đi người anh em. Xin hãy tới Thái Lịch chơi bóng. Tới Thái Lịch thi đấu đi nào. Cũng có những bình luận cho rằng chuyến xuất ngoại của Công Phượng là bài học cảnh tỉnh cho những cầu thủ Đông Nam Á muốn sang Nhật Bản thi đấu sau này. Đây là như một lời cảnh báo với các cầu thủ Đông Nam Á. Đừng gia nhập các đội bóng Nhật Bản, bạn chỉ có thể ngồi dự bị và tập luyện thôi. Nhiều ngoại binh ở V-League chưa đảm bảo chất lượng. Sau trận đấu với Bình Định tại vòng 1 V-League 2024-2025, Văn Quyết bất ngờ chia sẻ ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội hiện tại chưa tốt. Anh cho rằng các đội bóng tại giải bóng đá hàng đầu Việt Nam nên đầu tư chiêu mộ những ngoại binh thật chất lượng để nâng tầm giải đấu. Tôi chưa đánh giá cao các cầu thủ ngoại, không chỉ các cầu thủ ngoại của Hà Nội đâu, mà tôi thấy nhiều ngoại binh ở V-League chưa đảm bảo chất lượng để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Tôi mong rằng các đội bóng sẽ bổ sung ngoại binh tốt để chúng tôi là những cầu thủ nội sẽ được học hỏi làm sao để đội bóng tốt hơn và giải đấu tốt hơn, cũng như đội tuyển quốc gia có thể sẽ mạnh hơn. Trong trận đấu với câu lạc bộ Bình Định, Hà Nội ra sân với ngoại binh duy nhất là tiền đạo João Pedro, sau đó tung thêm tiền đạo Augustin từ băng ghế dự bị. Tuy vậy, hai cầu thủ này tỏ ra khá vô duyên trước những cơ hội ghi bàn có được. Báo Indonesia bất ngờ nói về Nguyễn Philip. Trang Super Bowl của Indonesia mới đây đã đăng bài viết có tiêu đề "Tuyển Indonesia mang tới nỗi buồn cho Nguyễn Philip, thủ môn của Việt Nam thật xui xẻo". Phóng viên Ario Brihadi cho rằng thủ môn Nguyễn Philip là người kém may mắn nhất ở đội tuyển Việt Nam. Thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Philip có số phận không mấy dễ chịu kể từ khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thủ môn trở về từ Cộng hòa Séc chưa từng có được chiến thắng nào, thậm chí còn toàn thua cả 8 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đối thủ khiến thủ thành 31 tuổi thất vọng nhất chính là đội tuyển Indonesia. Nguyễn Philip lần đầu đá chính cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu khép kín với Kyrgyzstan. Đội tuyển Việt Nam khi đó vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trussier đã thua 1-2 trước đại diện châu Á. Philip sau đó chơi trận đấu chính thức đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam khi họ đụng độ tuyển Nhật Bản tại bảng D giải Asian Cup 2023. Dù đã thể hiện khá tốt ở trận đấu đó, nhưng Philip đã không thể đưa đội nhà tránh khỏi thất bại 2-4. Cũng tại sự kiện đó, Nguyễn Philip lại gặp vận xui xẻo khi tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Indonesia. Sau đó, thủ môn này cũng đã phải nhặt bóng 3 lần trong trận Việt Nam thua Iraq 2-3. Sau Asian Cup 2023, những kết quả tồi tệ tiếp tục ám ảnh đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Indonesia một lần nữa trở thành tai họa cho Nguyễn Philip trong hai trận đấu liên tiếp vào tháng 3. Tuyển Indonesia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 ở Bung Karno và thắng 3-0 trên sân Mỹ Đình, khiến huấn luyện viên Trussier phải rời ghế huấn luyện viên. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Neymar, chơi bóng cùng Mbappe không khác gì địa ngục. Kylian Mbappe đã khởi đầu cuộc sống ở Real Madrid khá tốt đẹp với 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong trận đấu tại vòng 5 La Liga 2024-2025 mới đây, ngôi sao người Pháp là người ấn định chiến thắng 2-0 trên chấm phạt đền, qua đó giúp Los Blancos tiếp tục bám đuổi Barca. Tuy nhiên, từ góc độ của Neymar, việc sát cánh cùng Mbappe không mang lại điều gì tốt đẹp cho những đồng hương của anh, bao gồm Eder Militao, Vinicius Junior, Rodrigo và Enric, cùng khoác áo PSG trong giai đoạn từ 2017 đến 2023, chơi cùng 136 trận và giành được 4 danh hiệu vô địch Ligue 1 1. Neymar nghĩ rằng anh đã quá hiểu Mbappe. Trên kênh Euro One, nhà báo Cyril Hanona tiết lộ Neymar thường xuyên liên lạc với các cầu thủ Brazil của Real và kể cho họ nghe về Mbappe. Militao, Vinicius, Rodrigo và Enric đều là bạn của Neymar. Vì vậy, họ biết có một cuộc chiến căng thẳng giữa Neymar và Mbappe khi cả hai còn đang chơi ở PSG. Neymar còn gửi một bài báo về Mbappe cho họ, sau đó mô tả cuộc sống chung với cầu thủ người Pháp là thảm họa, là địa ngục. Hanona nói. Barca nhận hung tin. Trang chủ của câu lạc bộ Barcelona thông báo, các cuộc kiểm tra y tế cho kết quả Dani Olmo dính chấn thương gân kheo. Cầu thủ dự kiến sẽ không thể ra sân trong 4 đến 5 tuần tới. Đây là một đòn giáng mạnh lên đội bóng và chính Olmo sau khi cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ tầm quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Hansi Flick. Olmo đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong chiến thắng 4-1 của Barca trước Girona.
Sau pha thoát xuống và bắt vô lê đẹp mắt, nhà vô địch Euro 2024 đã phải rời sân vì chấn thương. Omo nghỉ dài hạn khiến Barca mất đi một họng pháo quan trọng. Câu lạc bộ xứ Catalonia chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc trên khắp đấu trường, còn cầu thủ đang thể hiện phong độ chói sáng từ đầu mùa khi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp. Hiện tại, Barca cũng đối mặt với nhiều ca chấn thương ở hàng tiền vệ. De Jong, Gavi và Lopez đều chưa thể thi đấu. Bruno và Christensen có thể đá vị trí tiền vệ, song cũng đang làm bạn với giường bệnh. Trong đó tài năng trẻ Bruno thậm chí còn đứt dây chằng và phải nghỉ hết mùa 2024-2025. Huyền thoại MU xin lỗi Harry Maguire. Harry Maguire từng là cái tên đối mặt với những chỉ trích và áp lực nhiều nhất tại Manchester United. Cầu thủ 31 tuổi ban đầu cập bến Old Trafford một cách đầy hứa hẹn với tấm băng đội trưởng dưới thời Ole Gunnar. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Những drama sân cỏ và phong độ sa sút khiến Maguire trở thành trò cười cho các cổ động viên. Giới chuyên môn cũng không ngần ngại đưa ra nhiều nhận xét cay nghiệt cho trung vệ số 5 của Quỷ Đỏ. Dẫu vậy, nỗ lực dưới thời Erik ten Hag đã giúp Harry Maguire lấy lại sự tự tin. Anh hiện là một trong những ngôi sao nhận được sự tin yêu từ người hâm mộ. Trong số những nhân vật thuộc giới chuyên môn từng chỉ trích Harry Maguire nhiều nhất, Roy Keane là một cái tên điển hình. Mới đây, chia sẻ trên Stick to Football của Overlap, Roy Keane đã thừa nhận ông xin lỗi trung vệ Man United. Tôi đã khắt khe với Harry Maguire vì lý do bóng đá. Maguire đã gặp khó khăn ở Man United và có thời gian khó khăn với đội tuyển Anh, nhưng khó khăn hơn nhiều ở cấp độ câu lạc bộ. Chúng ta đang nói về sức khỏe tinh thần của các cầu thủ và tôi đã vượt qua ranh giới với Maguire. Tôi đã chế giễu cậu ta một chút, điều đó không hay chút nào. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh như vậy. Vì thế tôi hiểu sự khó khăn của nó. Tôi đã tình cờ gặp Harry Maguire cách đây vài tháng và tôi đã xin lỗi cậu ấy. Đôi khi, với tư cách là chuyên gia, chúng tôi cũng sai. Nhưng nếu đó là chuyện cá nhân thì đã vượt quá giới hạn rồi. Huyền thoại MU không tin Ten Hag có thể dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch. Dù vừa giành chiến thắng 3-0 trước Southampton, Manchester United vẫn phải đối mặt với những chỉ trích từ cựu danh thủ Bryan Yorke. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên bên Sport, York thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng. Chúng ta còn cách chức vô địch Premier League tới hàng triệu dặm. Về huấn luyện viên hiện tại, đây là người mà chúng ta từng tin tưởng sẽ đưa đội bóng tiến lên. Chúng ta nghĩ rằng ông ấy là người phù hợp. Đúng, chúng ta đã giành được cúp FA, nhưng cách chơi, vị trí đội bóng kết thúc mùa giải và số bàn thua của chúng ta là tệ nhất kể từ khi Premier League bắt đầu vào năm 1992. York từng thi đấu cho Manchester United từ năm 1998 đến 2002, đã giành được 3 chức vô địch Premier League cùng đội bóng, cho rằng MU dưới thời Ten Hag đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi giải đấu được thành lập. Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Ten Hag tại Old Trafford. Tuy nhiên, không chỉ có York chỉ trích Ten Hag, Rafael van der Vaart, cựu tiền vệ người Hà Lan cũng đã lên tiếng về tình hình hiện tại của Manchester United. Ông cho rằng bóng đá của đội không thực sự tiến triển với những bản hợp đồng gần đây của Ten Hag. Và huấn luyện viên này cần nhiều chiến thắng hơn nữa để duy trì vị trí của mình. So sánh với các huấn luyện viên gần đây của Manchester United, Ten Hag đã có thành tích khá tương đồng với Ole Gunnar, nhưng lại kém hơn Jose Mourinho. Cụ thể, sau 119 trận, Ten Hag đạt trung bình 1,89 điểm mỗi trận, trong khi Ole đạt 1,85 điểm và Mourinho đạt 1,97 điểm.